có một cái ai ăn chà bông mà rớt đầy niệm vậy không? Có không Tì? Có gì? Để quân này. Rồi đây tôi phân nhà. Giờ mày mày kêu mình nít lên tao. Đây lầu rồi Tì. Để chút nữa tao lên xong mới tao không có nít lên được. Má cái này nó hư. Đô la đi vô. Vô đây con ơi. Đô la. Đô la. Ủa cục sạc của con Tây cùng dây rắc với chị luôn hả Tây? Ừ. Vậy tao đâu có tra mày cục này được. Chỉ có dây rắc cũ rồi mới tra được cái điện thoại này. Cục sạc này ta. Nó bị hư đúng cọng dây của chị luôn. Cho bé Lùng lấy băng keo giấy cho con. Trời ký tên nữa chứ trời má ơi mệt ghê trời. Chưa bán nha. Chưa ký tên nữa chứ chưa thiệt. Chưa bán luôn á trời. Lấy đầm nhung nhưng mà đầm nhung này mặc hở em. Ý là hồi bữa em không dám để đầm nhung này cho chị tại vì lý do sao? Ý là tại vì hồi bữa chị trả, chị không nhận con đầm nhung là lý do sao? Chứ nhung này với nhung đó là một nhung mà chị đã không nhận con nhung đó thì em không có dám để con nhung này. Tại vì nhung này nó ra cái form A á chị. Nó ra cái form A thì tại vì cho nên là chính vì vậy em không có dám để con nhung này cho chị. Lên chút son cho mặt nó khỏi tái nhợt. Thì bởi vì em không có dám để con nhung này cho mấy chị á. Không có dám để cho chị con nhung này. Đó cho nên là chị lấy con nhung này á. Ấy là lý do làm sao mà con nhung kia trả đó thì chị nói nguyên nhân cho em. Chứ không mất công cái xuống. Nó ấy rồi nó ấy nó khó ấy đó. Đó kiểu gì đó. Ấy xong hello hello. Hello, hồi bữa con quần này chị nào chưa chốt kịp thì chốt nha. Nói chung là hôm nay cái lô này về là cái lô quần này cuối cùng rồi nè. Cái con này nè, cái con mà quần 7 tấc tới đầu gối á. Chụp hình bỏ vô group đi con. Chụp hình cô Lam Anh Trần Thị lấy cái đầm ngọc trai. Dạ cái con này là hôm nay về một lô này nữa là hết rồi nha. Không có điện thoại hả? Rồi con này eo 90 nè. Eo 90 mã hồng eo 90, size số 10 là eo 90 nha. Size số 10 eo 90. À, nhiều cả con này có 100.000 à chị. Chị ra thun con này có 100.000. Con này eo 90. Tuy nó để sát quá trời luôn. À, hôm nay giờ cái lô đầm trắng cũng hơi bị nhiều. Con này eo 90. Chị, à, con này số 10 là eo 90 nha. Quần này bằng 7 tấc ha. Số 10 eo 90. Chị nào chốt số 10 eo 90 chốt giùm em. Lấy cái eo 95 để coi thử nha. Tại vì hôm nay nó còn chị Quy Võ nhiêu ký là Quy Võ ơi. Con eo 90. Nó có eo 88 nữa nha. Để em đo lại lần nữa nha. Chị ra thun 95 eo 95 là còn cỡ 75 ký á. Con này eo 88, con này eo 90. 90 của Quy Võ 100.000. Dạ có luôn chị Quy Võ ơi. Chị ra thun từ từ nha, tại vì con này nó không đủ size, chị ra thun từ từ ha. 88 90. Con số 8 thì eo 88, con số 10 thì eo 90 nha. Quần này hôm nay còn nhưng mà quần này vải đẹp lắm. Quần này là bao nhiêu người chị hỏi lấy luôn, con này size 14 nè. Con này size 14. Cái đầm của em mặc là có size. Con đầm của em mặc nó có hai loại nhung, nhung đen và nhung đỏ. Con đầm này là 300 chị ha. Con này 300. Con 300 nha chị ra thun. Dạ con size 14. 14 là eo 102. Con ghi eo 102. Size 14 eo 102 giúp em nha. 14 eo 102. Chị nào chốt 14 eo 102 chốt giùm em 14 eo 102. Eo 102 14. Chị nào chốt 14 chốt giùm em. Số 10 thì eo 9, eo 90 thôi nha, eo 95 chưa có. À em đổi lại con size số 8 hả? Đổi lại con size số 8 hả? Sợ nó kẹt bụng á. Rồi để đổi lại sao con size số 8 nha. Đổi con Quy Võ lại nè. Size số 8 ít lắm. Size số 8 có một nè, số 8 con Quy Võ đổi rồi. Lấy đầm đen ngực 101 là ngực em bằng ngực chị ấy, là ngực chị bằng ngực em á. Qua kêu lấy con đầm ngọc trai giống gì đang mặc size XL cho chị ra thôi mấy con.
Rồi chị ra thôn, xin địa chỉ số điện thoại luôn, có đi máy xuống rồi bé. Thôi để Út chơi gì chụp cũng được. Rồi bây giờ chốt cái đầm trước cho chị ra thôn nha. Một cái đầm của chị ra thôn nè, với lại một cái đầm của chị Lam Anh Trần Thị nè. Rồi chị ra thôn 175kg, 101 hả chị? Còn sao con không đem xuống ngực? Hết pin. Mấy cái đó. Dạ em có nhắn tin địa chỉ số điện thoại cho chị nha. Làm ơn cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Đúng vậy, xem đầm này nó có hở eo nha chị, xinh lắm ha. Đầm này phơm e chị Mười ơi. Có thể nào không cho em đứng được không? Thì cái thân mập em bây giờ đứng lên ngồi xuống rồi. Phải like luôn. Trên gối nha mấy cô ơi. Không sao trên gối được. Vì mét, em 1m67 mặt là vừa chấm gối qua gối một chút gì nè. Không có trên gối con. Quần này thì có 100.000 à nha. Nhưng mà nãy giờ không có size 12. Coi thử có size 12 con lo mấy cái quần này lên. Có size 12 không? Có size số 8, số 10, 14 và 16. Hết size 12 à. Size mấy à con? Rồi hết quần hồng rồi đó. Quần hồng này không có cho chị Ga Thung nha. Chị Ga Thung ơi, quần này không có cho chị ha. Không có cho chị Ga Thung. Mấy chị muốn lấy quần 7 tóc mà co giãn mà hàng sale 140 thì nói em ha. Con này dễ thương lắm. Mấy chị thấy ít khi nào mà em mặc con đầm có tay không? Con đầm này cưng lắm mấy chị ha. Rất là cưng luôn. Hôm nay em lên cho mấy chị một mã tôm mì 220. Mấy giờ con? Thôi 11 giờ đưa hết giấy viết ra đây con đi ngủ. Ở đây cho chị. Đi ngủ. Rồi em lên cho mấy chị một con quần tôm mì. Cái con này là hồi sáng em ngồi em lựa từng con luôn nè mấy chị. Nếu chị nào mà không có mặc cái vải lon này được thì đừng nên mặc con này nha. Nếu chị nào quần 7 tóc có giận, có màu quần 7 tóc nó có màu đen không hả? Con đi qua bển con kêu anh Ti lấy ra 2 bao 7 tóc hàng xưởng sale 140 anh Ti biết à. 2 bao 7 nó lấy cái bao 7 tóc ở quần hàng xưởng á. Em 1m67 dài qua gối nhiêu đây chị? Lấy cái con đầm này size XL luôn nha. Một con L, một con XL. L, XL. Ừ. Như là cái bao quần 7 tóc 140. Dạ, đầm dày qua gối nha chị. Mấy chị coi con tôm mì nè. Khi mà mấy chị mặc con tôm mì này vô, con này là năm nay là mốt nè nha mấy chị. Mấy chị mặc con tôm mì này vô mấy chị mê lắm. Mấy chị coi túi nè. Nó là túi xéo nha mấy chị nha. Nó là túi xéo ha. Chị nào chốt con tôm mì túi xéo này thì chốt lên giúp giùm em túi xéo. Em 1m67 mặc dài qua gối một chút xíu vậy. Dài nhiêu đây nè, qua gối nhiêu đây nè. Dạ tôm mì này 220, tôm mì này eo 88. Em nói thiệt với mấy chị, đi vô shop mấy chị không có kiếm được mấy con tôm mì này đâu. Tôm mì này eo 88 nha mấy chị nha. Eo 88 tôm mì. Chốt giùm em mã 76. Mã 76 eo 88 mấy chị. Mã 76 eo 88 và quần này có size. Chị nào eo bao nhiêu thì muốn chốt tôm mì thì cứ thêm giùm em 20 nha. Quần dài thì 200, tôm mì thì thêm giùm em 20 vô. Quần này chị nào muốn lấy eo lớn thì cứ báo em lấy eo lớn cho mấy chị nha. Chị nào lấy eo lớn thì quần này sẽ có eo lớn cho mấy chị. Hôm nay nó có một lô quần trắng đẹp lắm. Nha mấy chị, hôm nay có lô quần trắng rất là đẹp nè. Tôm mì là không có vạch nè. Mấy chị thấy đẹp không? Tôm mì nè. Đây là tôm mì nha mấy chị nha, tôm mì. Chị nào chốt tôm mì, chốt giúp giùm em tôm mì kèm số ký tôm mì rách nha mấy chị nha. Tôm mì đây nó làm logo rồi ở sau đẹp lắm. Tôm mì à mấy chị dơ cái con tôm mì. Con tôm mì này là eo 96 nè. Eo 96 là tương đương là của chị. Của chị gì đó, của chị. Của chị Ga Thung nè đây. Con này eo 96 nha. Mấy chị coi hàng tôm mì ở sau nó làm cái logo với cái lưng đẹp lắm. Tôm mì nè. Mấy chị thấy cái nịt gân cũng đẹp không? Tôm mì. Chế nào chốt tôm mì, chốt lên giúp giùm em tôm mì eo 96 nha. Con này 220. Chị nào tốt chốt tôm mì eo 96 chốt giùm em 220 con này ha. Chốt lên giúp giùm em là mã 89 eo 86. Lộn rồi. Mã 89 eo 96 nha. Eo 96 con tôm mì này. Con này là con hàng zin không rách. À có rách sờn lộn. Con này rách sờn thôi nha mấy chị, con này rách sờn. Dạ con này eo 76 đến 78 cũng tôm mì nè. Hôm nay em có về lô quần trắng đẹp lắm. Con này size lớn nè, quần đen. Con này có 140 à. Mấy chị coi vải coi giãn đẹp không? Lai lọc nè. Con này có 140 à. Nhưng mà con này size lớn nè. Con này size lớn nha. Chị nào chốt con này size lớn chúng em. Con này eo 1. Con này eo 100 tới 105. Chị nào mà eo 100 mà cũng vừa con này, mà eo 105 cũng vừa. Mà con này vải giãn kinh khủng. Vải giãn bao đẹp luôn. Và em lấy chỉ số chung là eo 103 nha. Em lấy chỉ số chung là eo 103 ha.
Chốt giùm em eo 103. Chốt giúp giùm em eo 103 nha mấy chị nha, eo 103. Chị Ga Thung ơi, chị còn ở đây không? Nếu còn thì vào cho anh xin địa chỉ số điện thoại để em chốt hàng nha. Còn không là em sẽ không chốt hàng cho chị ha. Một cái size L của Lam Anh Trần Thị coi. Từ. Con này nó có, mỗi mẫu nó có một con mà chị quy bỏ. Để tí xíu em lên lô kia cho. Mẫu có một con. Con size L của Lam Anh Trần Thị. 7 tóc hay 9 tóc? 9 tóc. Thôi kêu qua kêu lấy 7 tóc không qua lấy 9 tóc. Mày quýnh chết ông chết cha nó cho tao đi. 7 tóc. Bảy tóc là màu lông chuột với lại đang chéo dây ở đâu. Con này chín tóc không có đem qua nữa nha. Đem đâu có ai hỏi chín tóc đâu. Thôi để đi. Chúng ta qua lô bảy tóc. À 300 ngàn của Lam Anh Trần Thị. Cái con này không rách nè, nhưng mà con này vải co giãn cũng đẹp lắm mấy chị ha. Con này vải co giãn cũng đẹp lắm. Túi này con đó chị kia không cho địa chỉ số điện thoại đừng chốt. Chị gì á? Con bảy tóc nè. Bảy tóc. Bảy tóc hàng sale á chứ Tây, bảy tóc là hàng chính quy rồi. Cái bao bảy tóc đang dây với lông chuột á. Má mày cột hàng tao muốn quýnh mày ghê á Tây. Mày cột hàng có thể ra con người được không? Quần này là 200 là chị Trinh Đỗ. Quần bảy tóc rất co giãn 200 nè. Quần này bảy tóc rất co giãn 200 nè. Bảy tóc rất co giãn nha. Trời ơi. Đồ la bước vô bảo. Bước vô la bảo. Này nó ở đâu à? Bước ra đây. Tại sao đi ra đường? Tại sao? Tại sao đi ra đường? Mẹ có cho đi ra đường không? Tại sao mấy bữa trước mở cửa bị đứng ngay góc mà giả bộ quắc đi không không đi mà tại sao hôm nay ra ra đường? Tại sao? Lời gì lợ mà. Lại chị luôn cột cái tóc lên. Bảy tóc này là không phải hàng sale nha mấy chị. Bảy tóc này vải co giãn mà có rách ha. Bảy tóc này 200 ngàn. Bảy tóc này 200 mấy chị. 200 bảy tóc này nha. Hồi nãy em có cái con bảy tóc hồng ruốc đó, chị Trinh lấy con đó chưa? Chị Trinh lấy con đó chưa? Em lên cho mấy chị một mã quần tôm mì, mã này size nhỏ nè. Mã này size bé thôi nha mấy chị. Size nhỏ, size bé ha. Mã này size bé, size nhỏ. Mã này hàng tôm mì nè. Mã này nếu mà size 80. Cái này ghi cho cái quần nào vậy? Chị nhớ nè. Mã này eo 80 nè. Mã này chốt cho cái cô gì Harry. Để gì coi thử Harry gì nè. Harry gì chốt cho cô đó là hàng đổi. Harry Potter. Harry Potter cái thằng cha mẹ. Harry Bảo Hân con. Nè. À, anh Tây ơi. Anh Tây. Đây là cái quần của Harry Bảo Hân nè. Nè. Nói với anh Bi là một rồi một cái ống phát hồi nãy chị đưa ra mà bỏ sau chỗ cái ghế, bỏ dưới đây. Bỏ sau chỗ cái ghế của anh Bi ngồi á. Ừ. Một cái quần ống phát đá với một cái quần này. Chị Yên có tính tiền sẵn rồi, chỉ cần làm bill trừ ra rồi lấy hàng về thôi. Chị có ghi sẵn trong đó là bao nhiêu tiền, trừ ra bao nhiêu tiền rồi ha. Thi nhiêu rồi. Có một hai con nha. Ừ. Một cái con quần ống phát nãy ti đem qua bỏ sau ghế á, hỏi anh Bi. Harry Bảo Hân làm luôn nha chị, đi chị chờ bữa giờ. Em có con bảy tóc này nè chị. Em có con bảy tóc này nè. Con này chỉ có 100 ngàn thôi. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị nha. Con này hàng Việt Nam xuất khẩu. Chị nào chốt mã đó thì chốt lên giúp giùm em. Đây em lên nha mấy chị. Con mã bảy tóc nè. Bảy tóc này hàng sale nha. 140. Bảy tóc này hàng sale. Trăm ghẹo em nữa lùng. Nó đã bị quýnh rồi mà còn liêu liêu nó nữa. Đây là con bảy tóc màu lông chuột nè. Mà con này còn ít lắm. Con này còn có vài cái rồi chị nha. Con này size của chị Trinh luôn là 80kg nè. Vải hơi bị đẹp nha chị. Xả 140 con lông chuột này. Trời ơi. Nó ngồi nó còn ghẹo em nữa chứ. Nó ghẹo con hả? Mày đập chết mẹ nó nha. Mẹ nó là ai? Mẹ nó là mình nè. Mình đập nó chết mẹ nó không? Coi chừng á, đi ra đường mà mắc cái đủ má tao khóc lết quần luôn. Thấy cái cảnh với tao. Lúc đó mày còn không thấy cái cảnh nó được đâu.
bảy tấc lông chuột là bảy tấc sale nha mấy chị. Bảy tấc lông chuột là nó có, nó còn được mấy cái, 5-7 cái gì, nhưng mà con nó sale chỉ có 140 thôi. Mà giải coi giãn rất là đẹp nha. Bóp mỏ em. Ai bóp mỏ em mà kêu em cút à? Ai chỉ mẹ đi, mẹ đánh chết mẹ đó luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã quần trắng mấy chị ơi. Mã quần trắng. Thôi đi ra chị lùng à. Đi ra chị lùng nha mẹ bán. Đúng vậy. Đây. Ra chưa? Rồi ra chị lùng ơi. Lùng ôm em lại. Rồi em lên cho mấy chị một mã quần trắng. Trời ơi. Sau bao ngày mong đợi thì em về được một lô quần trắng. Nói chung là lấy hết kho. Cái mã này em lấy hết kho rồi nha. Cho nên đợt này mà không mua. Ờ à, cái gì? Chị Trinh đổ nhiêu ký à? Size 14. Chị 80 ký là mặc quần này nè. Mặc quần 140 nè. Rồi Trinh đổ 140. Con ơi. Rồi đây ơi. 140 của chị Trinh đổ. Rồi em lên cho mấy chị mã quần trắng nè. Dạ 80 ký em biết rồi. Dạ con này eo 92 nha mấy chị. Con này eo 92. Quần trắng eo 92 nè mấy chị. Trời ơi quần này nha. Quần này mà không có, không có mấy chị đông á, chứ có mấy chị đông là quần này em không còn để bán. Mấy chị coi nó làm cái like đẹp lắm nè. Mấy chị coi nó làm cái like xéo nè. Like xéo mà có đặc chỉ rất là đẹp nha mấy chị nha. Đẹp không? Đó quần này eo 92. Con đưa chịu 92 eo lên đây để dán ra phía trong mà nha ngon. Eo 92 tương đương dưới 72 ký ha. Chốt mã vô con ghi mã nhiêu cũng được. Eo 92 dưới 72 ký. Rồi em lên cho mấy chị một con quần không rách nè. Em lên cho mấy chị con quần không rách. Con này eo à. Con này eo 102 mấy chị. Con này eo 102 nha. Màu đẹp không? Màu đẹp mà độ co giãn cực kỳ đẹp ha. Con này eo 102 nè. Mã 21 eo 92 là quần trắng nha. Rồi eo 102. Con này là chị nào mà khoảng cỡ dưới 82 ký là con này vừa nè. Hoặc là chị nào mà bụng bự thêm thì nó hơi căng căng tí. Mà chị nào ốm ốm hơn chút thì nó hơi rộng rộng. Hơi rộng thôi. Tại vì khi em đo là em sẽ đo theo độ co giãn nha với chị nha. Em sẽ đo theo độ co giãn ha. Quần trắng. Quần này size 12. Size 12 eo 92. Size 12 eo 92 nha mấy chị nha. Size 14 nè. Size 14. Size 14. Em có một màu xanh nữa. Chị muốn coi màu xanh không? Con này eo 100. Size 14 eo 100 nè. Quần trắng size 14 eo 100. Chị nào chốt quần trắng size 14 eo 100 chốt giùm em 200 ngàn quần trắng. Chị nào chốt quần trắng chốt giùm em nha. Con này size 20. Con này chắc 100 ký à. Con này size 20. Dạ không có bỏ bên này chị Trinh ơi. Con này eo 101 nè. Con này eo 101. Lệ lên chị Bành chị Lùng. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Con nó eo nhiêu hả? 100 không? Rồi con này eo 101 nè. Đọc mã luôn con. Mã 23 eo 101. Mã 23 eo 101. Con này nói chung lấy hết kho mấy chị. Con này size 12 là eo 92 nè. Hãy nhanh tay lên nào anh. Con này mà buổi sáng gặp luồng khách là em nói con này đẩy mau gớm. Hàng rin trắng là hàng hiếm nè. Có con size số 10 nè. Có con size số 10. Con này eo 86. Con số 10 eo 86. Bị rách. Vậy. Cô dán lộn quần sao? Con đó eo nhiêu à? Eo 101. Ồ, eo 101 nãy giờ trước hai cái luôn á con. Con nhanh tay lên đi con. Rồi con này eo 86 nè, con trên cùng nè. Trên cùng eo 86. Hồi nãy giờ không đâu, không kêu luôn rồi con. Có eo 95. Em nói chị ra thun là chị phải quà vào, chị cho địa chỉ số điện thoại em mới chốt đầm với lại chốt đồ cho chị. Còn em không có địa chỉ số điện thoại chị là em không chốt được đâu nha. Đó là nói thiệt, em chào chị nãy giờ đó, em mới chọn tay chào chị. Chị có một đợt chị hỏi em bộ chính, chị có chốt một lần đồ và em xin địa chỉ số điện thoại chị cũng không cho ha. Rồi tới bây giờ chị vô chị đặt tiếp con đầm ngọc trai nãy giờ. Dạ bên em là không có chốt số điện thoại chị phải cho địa chỉ kèm số điện thoại với lại chị đọc trong tin nhắn đi. Em có nhắn tin cho chị đó. Chị cho địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn em mới chốt đồ được cho chị nha. Chứ không là em không có chốt đồ được cho chị. Hoặc là chị lên thẳng trên này địa chỉ kèm số điện thoại luôn.
Đó nha chị nha, để ý giúp em. Địa chỉ kèm số điện thoại L95. L95 con quần này là chị phải lấy size 12. Con quần này nếu L95 mà lấy size 12, hình như hồi nãy size 12 L9 mấy coi. Có một con size 12 không con. Rồi Út ơi, gì đo lại nữa. Chị phải cho địa chỉ kèm số điện thoại chị. Bên nhà em không gọi điện chốt hàng đâu, tại vì chốt trong tin nhắn lỡ có lộn tiền lộn bạc thì còn nói chuyện được. Con này L92, size 12 mà L92. Mà size 14 thì chị hơi rộng. Size 14 thì eo tới 100 hoặc là gần 100 nha. Để em đo con này thử. Mày bớt hú giùm tao đi, size 16 nè. Chị phải cho địa chỉ kèm, em không có gọi điện chốt hàng chị nha. Tại vì á, chốt trên tin nhắn lỡ có gì. Con này eo 100 nè. Quần này không đều size rồi nha. Quần này không đều size rồi. Con này eo 100 luôn nè. Quần này không đều size. Quần này bán mỗi cái phải mỗi đo eo. Quần trắng, chị nào chốt quần trắng. Có chín tấc màu đen ống suông nè. Em có dài đen chị. Em về một lô dài đen quần ống suông nè. Chị Trinh muốn coi không? Con này cũng eo 92. Con này size 12 eo 92 sẵn dáng luôn đó. Em chính là em có quần dài đen mà vải co giãn đẹp lắm chị. Quần dài đen vải co giãn cực đẹp luôn. Chị muốn coi không? Đây nè chị. Dài đen mà vải đẹp lắm chị Trinh ơi. Xuất sắc không? Trời ơi, không có một điểm trừ luôn á mấy chị. Quần này em nói thiệt với mấy chị, không có một điểm trừ luôn nha. Không có điểm trừ, con này nhiều size lắm. Con này nhiều size cực kỳ. Có cái bao đầm trắng, có cái bao quần trắng đâu ta. Dạ 200, cứ dài 200 mà nếu có tôm mì thì thêm cho em 20. Giờ này đi đâu đi còn hú hú thiệt cho vô. Giờ này mày đi đâu mà còn hú hú vậy? Con này eo nhỏ nè. Con này quần này eo nhỏ nha, quần này eo 85 nè. Quần này eo 85 200, bỏ đi cái cục đen này đi coi. Quần này 200 eo 85. Quăng quần vô cho gì vậy coi. Cầm tay quăng vô, tay gì vậy? 85. Quần này 85 nha mấy chế nha. Quần này 85, chị lên cho em cái địa chỉ luôn để chị ra thung ơi. Quần này 85, eo 85. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã quần đen, nó có nhiều size lắm chị Trinh. Cho eo cái nào mà chị nghe eo 100 là chị. Mới cãi lộn với cô giáo Minh xong. Ôi nói nè, mày cũng cô giáo mà mày đi mày cãi lộn với cô giáo chơi vậy Dung. Con này eo 95 nè. Quần đen này eo 95 nè mấy chị. Dạ để em coi size nha, chứ không phải cái nào cũng size 14 nha chị. Để em đo eo chị là eo 80 là chị Trinh bằng ký em là eo 100 là vừa ha. Dạ con này là eo 95 nè. Này eo 95. Nói chung là cho xem phong quần thì nó cũng đều như vậy thôi, chị có lấy size cho chị thôi nha. Chị có lấy size cho chị thôi. Con này là eo 98 nè. Con này eo 98, con này chị cũng vừa nè. Quần đen có size huyền hoàng lên cái eo đi cưng. Nè quần đen của chị nè. Mùa này em mắc thị Philippines rảnh ghê. Quần này của chị Trinh bỏ nè nha. Thị Phi còn Philippines nữa. Làm vậy rồi cuối cùng con mình thiệt đó Dung à. Mấy bả nhiều lúc mình không có nói, mình không có lường được đâu. Cho nên cô giáo bé lùng này ta đâu bây giờ tao dám cãi. Còn nếu mà tao cãi thẳng trong group luôn à. Đó, bữa tao cãi luôn trong group luôn. Quần này là chị vừa nè, đầm thì ít lên lò, còn quần thì em mặc 33. Nhưng mà em nói chị ra thung là em nói lần cuối nha, là chị phải cho địa chỉ kèm số điện thoại tại line này hoặc trong tin nhắn cho em. Đó, để em coi thử chị cho địa chỉ số điện thoại chưa. Chị cho đi rồi em mới chốt hàng cho chị được. Ào cho rồi, cảm ơn nhà bè. Trời ơi, đa tạ chị nha. Chốt đầm ngọc trai đi. Cái con quần này nó không phải quần hàng xưởng chứ. Con quần này là em phải đo eo cho chế cái quần đen. Hồi nãy là quần eo 95 chị vừa đó, chị có hốt không? Đó cho rồi, thấy rồi. Vậy đi. Bà chửi tôi cũng được, nhưng mà phải xin được nha. Xin được mới bán được. Cái con này eo 98 nè. Cái con mới vừa rồi là eo 95. Thôi đừng lại nha. Tôi bán tôi nhờ cái địa chỉ số điện thoại, đừng lại. Cái quần hồi nãy á, chốt con quần đen eo 88 chín tóc chị Kim Phượng. Quần đen. Con này quần dài chị Phượng ơi. Con này nếu mấy chị thích mặc chín tóc về, mấy chị mặc lật lai lên nè. Mấy chị lật lai lên gì nó nhìn cái quần nó cưng lắm nè. Ha. Lật lai này nhìn con quần nó cưng lắm chị Phượng. Nhưng mà con này quần dài chị Phượng lấy không thì báo em nha. Chị ra thun có một con eo 95 là 75 kg của chị kìa. Chị ra thun chốt đi.
Còn con này eo 98 đó, chị thấy lật like lên nó đẹp không? Đấy, được ha chị Phượng ha. Rồi ok chị Kim Phượng nè. Eo 95 đâu con? Ủa lộn, eo 88 đâu con? Thì eo nhiêu à? Eo 85 hả? Rồi để em kiếm con eo 88 cho chị nha. Dạ quần đen eo 9 là eo 85 nè chị. Eo 85 con mã đầu tiên nè chị. Quần này 200 nha, hàng Việt Nam xuất khẩu. Quần này chị ra tung mặt là đo theo số eo ha, hoặc là đưa chiều cao con nặng nè. Quần này eo 85 nè chị Dung. Còn con này gì mới nói nhiêu mà con? Yeah. Con này eo 98 là con này của chị Trinh nè. Này eo 98 của chị Trinh nó được có vài con, mỗi mẫu nó có vài con là tại vì kho nó không còn, nó xuất đi hết à. Nó xuất đi hết trơn rồi mấy chị ha. Để em kiếm con eo 88 của chị Phượng. Quần này nhiêu? 200. Con này eo, con này eo 90 được không chị Phượng ơi? Con này eo 90 nè. Con này rộng 2 cm. Con này chỗ ai à chị Kim Phượng? Con này rộng 2 cm. Quần đen có eo 85, để em đo con này thử. Này rộng 2 cm là có nhiêu đây à nha mấy chị. Nhiêu đây mà mỗi bên mỗi chút này là 1 cm, 2 cm. Để kiếm con eo đây. Đây con eo 88 đây con à, eo 88 nè. Quần giống chị Lucy có không? Có nè nè gái. Túi hộp phải không? Để chút nữa em chị bung ra cho. Hôm nay nó về mẫu này cũng đẹp, mẫu tôm mì cũng đẹp nè mấy chị. Mà vải đẹp lắm nha. Có một con nhân dung để chị lục lên cho, nó nằm trong kia rồi. À, 65kg 1m6 lấy em quần đen nha. Huyền Hoàng cao nhiêu vậy Huyền Hoàng? Có eo 85. 65kg mà 1m6 không biết eo mày 85 hay 88. Để kiếm con quần nha. Đây là chỉ có mấy cái con quần sọt size của Dung nè Dung. Mà coi nè, thấy lưng không? Dung mà cái quần hổng sát háng luôn á Dung. Nè, quần hổng sát háng mà lai lặt mà quần phơm đẹp lắm Dung ơi. Phơm này đẹp mê luôn á. Này size mày nè. Này size mày nè. Rồi Huyền Hòn nè. Huyền Hòn 65kg. 65 là cũng có eo 85 á. Con này eo 9 mấy vậy? Ghi chưa vậy? Nè con ghi con này eo đi, eo 96 con này nè. Con này eo 96 nè. Huyền Hòn lấy cái eo 85 cho Huyền Hòn con. Nằm mất rồi. Mới để đó mà. Này eo 95 nè. Eo 96 nè. Nè, lên con trên cùng. Rồi Huyền Hòn. Huyền Hòn ngồi lại đây nhiều cái quần eo lắm. Có coi dễ chị. Em thích đó đó kiếm em đi. Em thích đó đó kiếm em. Quần đen không có, nó có 3 ít thôi, nó có được 3 con 3 ít thôi, nó không có size nhỏ nha. Không có size nhỏ thiệt luôn. Rồi chốt quần này cho Huyền Hòn nè. Huyền Hòn sau lưng con nè. Huyền Hòn. Ít lắm. Trời ơi, nói chung là mỗi mẫu nó có 1-2 cái thôi. Nè Huyền Hòn lấy quần tôm mì này nè, ít khi nào có lắm Huyền Hòn, coi cái phơm ấy nè. Đẹp không? Trời ơi, phơm đẹp kinh khủng luôn nè, quần loan đó nè. Quần năm nay là mốt, đây là mốt tôm mì, năm nay là mốt lon nè. Mà quần tôm mì thì thêm có 20 à. Chị yêu cho em quần đen 80kg. Dạ chị Trinh bỏ. Chị Trinh về cứ mua hàng xong cứ trả tiền ship, cứ nói chung là cứ thoải mái đi ha. Rồi vào cứ chặt rộng gì cứ báo yên đổi size, hoặc là nếu không có đổi size thì em sẽ cho chị đổi mẫu. Chị có mua hàng em chị thả lỏng đi, không có sao hết trơn ha. Eo 98 là của chị Trinh Võ nè. Để chút kiếm mẫu khác cho gái. Eo 98 của chị Trinh Võ nè. Trinh Đỗ. À Trinh Đỗ. Cái quần này cũng đẹp mà size lớn nè Trà Huy. À quần dài á, quần mới cầm lên là mấy chị phải diễn tả là quần đen hay là quần tôm mì. Quần tôm mì túi xéo hay là quần xanh lon gì đó, mấy chị phải diễn tả chứ cái nào bán cũng cầm hết trơn á. Con quần này cũng đẹp mà size lớn mà mấy chị coi vải nè. Mà có 140 à, 140 quần sọt, 200 quần dài, có tôm mì thì thêm tiền vô. Thêm 20 ngàn vô ha. Có tôm mì thì thêm 20 ngàn vô giúp giùm em nha. Thêm 20 thôi. Hôm sáng em lấy được mấy cái quần đen á. Trời ơi quần trắng đẹp lắm á chị. Hôm nay mà chị nào có trong cái like này mà mua được quần trắng là mê lắm luôn. Quần túi xéo 220. Ờ đây nè còn con nè. Trời ơi hiếm lắm á chị. Nói thật lòng luôn quần này hiếm lắm. Quần đen này mà phom suông vậy là hiếm lắm á chị. Tôm mì có eo 90 chị Quyên ơi. Có eo 90, tôm mì này em được khoảng cỡ mười mấy con á. Hốt hết kho rồi nha. Tôm mì này cũng được. Con ơi con đổi cái quần này. Con đổi gấp cái quần này cho cô. Cho cô gì á. Cho cô gì 65kg quên nè.
cho cô Huyền Hòn đi. Bỏ cái nguồn này cho cô Huyền Hòn với con eo 85 nó cởi biệt tức. Nè đổi con này eo 88, 89. Eo 90 rồi để em đo cho chị nè. Trời ơi con này vải đẹp lắm mấy chị. Coi cái phơm tôm mì ở sau nó làm nè. Mê lắm mấy chị ha. Có chị Nguyễn Dung đưa cái của xã của Huyền Hòn rồi đây. Rồi cái này chốt cho cô Nguyễn Dung eo 85 nè. Coi cô Nguyễn Dung nào xin địa chỉ số điện thoại. Rồi tôm mì nha. Tôm mì này eo 80 nè. Nè tôm mì này eo 80 nè mấy chế. Eo 80 tôm mì này nè. Chị nào mà eo 80 chốt đưa bút lông cho chị. Đưa ấy gì. Đưa băng keo đi con. Eo 80 tôm mì. Chốt giúp em là mã. Mã 42. Mã 42 eo 80 tôm mì nha. Mã 42 eo 80 tôm mì. Dạ chị Nguyên chờ một chút đâu. Ha. Hôm trước chị chốt ba cái đầm eo 87 mà em gửi chị hai cái đầm eo 82 em ơi. Chị Phượng ơi. Chị Phượng cái mã nào chật á chị Phượng. Chị Phượng cái mã nào chật chị Phượng chụp hình nhắn tin qua đâu cho gì? Em đi em đổi size ra gì. Đâu. Đây nè. Nha chị Phượng. Quần lưng vừa hả chị. Cái quần đó là eo 85 nhưng mà em nói chị Phượng nghe eo 85 ví dụ đưa cái quần em không đo eo này mà em đo eo này nè. Tại vì khi mấy chị mặc vô nó vừa ôm như thế này thì đi trên đường mấy chị sẽ không bị tuột hiểu không? Cho nên chị Dung là đo eo cẩn thận quần này nha. Còn nếu không biết đo eo thì cứ báo em chiều cao cân nặng ha. Còn chị Kim Phượng mà nếu mà lỗi bên em sai chị cứ chụp hình đồ. Chị cứ chụp hình hai con đầm nó yên ơi. Hai cái đầm này chị bị kích nè, chị bị chật nè. Yên đổi sai cho chị đi. Còn nếu mẫu đó không có sai thì em sẽ đổi qua mẫu khác. Em sẽ kêu chị ơi vô like lựa lại em đổi mẫu khác nha. Cho nên mấy chị cứ thả lỏng đi. Ví dụ như em bán này năm thứ năm và em sống cũng nhờ mấy chị. Với là em không phải là bán xong em đứt chớn đứt đoạn nửa đường. Cho nên là thực sự là đôi lúc em bán có những khách dễ chịu thì em giải quyết dễ chịu lắm. Có những khách khó chịu thì em sẽ giải quyết theo kiểu khó chịu, cái kiểu em vậy đó. Cho nên mấy chị cứ biết tính dễ sống lắm mấy chị. Biết tính em dễ sống lắm. Con này eo 88 nè. Con này eo 88 là cao 1m63 nặng 63kg chị Dung. Là chị eo khoảng đó vừa, eo của chị khoảng cỡ 85 là ok luôn á chị. Kiếm mấy quần này cho chị yêu. Không ấy ra thun đem tôi về nuôi đi. Em tôi nuôi có lợi lắm nha. Không ấy ra thương quá đem về nuôi giùm tôi được không? Con này eo 86 nè con. Dán em cho gì eo 86 con quần tôm mì. Em đang đo tôm mì túi xéo nha. Em đang đo tôm mì túi xéo và mấy chị lưu ý nha. Đang đo tôm mì túi xéo. Mấy chị lưu ý giúp em cái vụ án này. Vụ án gì quên nè. Con này eo mới có 8, con này eo cũng 8, con này eo 88. Con này chị Nguyên hơi bị kích. Con này eo 88 nè con. Điện thoại ai vậy ta? Tây. Sao kêu bự dữ vậy? Eo 88 đang kiếm size cho chị Nguyên. Cái con quần này chị ra thun về mặc thêm một con ba lỗ, thêm một đôi giày sụt vô nữa đỉnh lắm. Con này nè, con này eo 90 của chị Nguyên là 220 nè. Cái con quần túi xéo nè. Em nói thiệt với mấy chị nè, cho coi ống nè. Em nói mấy chị là con này mặc vô bao đỉnh luôn nha. Rồi eo 90 của chị Nguyên Phạm nè. Con này mặc vô bao đỉnh luôn á. Có tôm mì eo 88 nè, Nguyên Phạm quận 12 nè con. Eo mì ta quên lộn, cái gì tôm mì 88 nè cưng. Tôm mì 88. Nè chị Quy Võ. Thấy gì 88 không? Đấy. 88 nè. Rồi con này của chị Quy, con đó 220 nha con. Tôm mì 220 rồi, con này của chị Quy Võ 220. Anh kêu đi ngủ đi, không chịu đi ngủ. Ủa bên đây đầu tháng hay cuối tháng này con. Đó con đó của chị Quy Võ. Em có một con tôm mì lai lọc này mấy chị, nhưng mà con này size lớn nha. Này size lớn mấy chị. Đó đã chưa. Con này size lớn mấy chị coi cái luôn. Mấy chị coi nó làm cái bát ở trước xinh lắm. Nó làm cái bát ở trước mình bị mê á mấy chị mà lai lọc nữa nè mấy chị thấy không? 220 của chị Quy Võ thôi. Con này lai lọc nữa nha. Vậy vô xin địa chỉ cô Dung Nguyễn con. Ai xóa cái này của con. Xóa gì vậy con? Xóa cái vô tin nhắn á. Không vô được. Cô Dung này là khách cũ khách mới vậy. Cô Dung ơi. Cô Nguyễn Dung này cho giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Lần trước cũng mua một lần rồi em chào chị cũng không cho địa chỉ số điện thoại, lần này cũng vậy. Nếu mà lần này vậy lần nữa là em xả nha mấy chị nha. Con nốt cô Dung đi con. À. Rồi con tôm mì này, con tôm mì mà tôm mì
Tôm mì này là L105 là tương đương 85-90kg nè. Tương đương 85-90kg ghi L105 đi bé. Em lên cho mấy chị một con tôm mì lông chuột nha. Mấy chị coi logo nè. Đó, tôm mì nó làm để logo đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Nè, lông chuột nè. Chị nào lên quần trắng nãy chị Quyên thấy quần trắng chưa? Trời con này mà nè, con này chị gì? Chị Trinh hả? Con này chị gì quên là chị Trinh. Chị Trinh đổ thích con này là hốt liền nha, phải đẹp lắm. Con này L100. Mã lông chuột này chị coi mã lông chuột có làm màu đẹp không? Mã lông chuột tôm mì không rách L100. Chị nào chốt mã này L100 chốt lên giùm em L100. L100 con. L100 tôm mì lông chuột. Chế nào chốt tôm mì lông chuột chốt giùm em tôm mì lông chuột nha. Hôm nay nó có mấy cái mã xinh. Nói chung là xinh đó. Mà đó có phải là xinh không? Mà sao thấy em anh hấp tiền? Ô. Không được có bên anh lòng buồn du dơ. Mong cho được ta một ngày nắng thôi. Hôm nay hàng mơ hàng rinh về. Ít mẫu lắm. Ít mẫu cực kỳ. Con tôm mì nó có nhiều eo lắm nha mấy chị. Con tôm mì này size lớn nè. Trời ơi mấy con này mà em không rảnh để em chụp hình luôn ấy. Em không rảnh để em chụp hình mấy con tôm mì này luôn á mấy chị. Thật sự luôn, con này L100 nè. Chế nào bằng tiếng em chốt con tôm mì L100 nè. Chốt liền nha mấy chị. Chốt liền con tôm mì phơm xuông L100 giùm luôn ha. Chốt liền giùm em quần này. Chị nào chốt tôm mì L100 chốt lên giúp giùm em. Hàng này ít lắm. Hàng này thực sự cực kỳ ít nha. Rồi tôm mì lay lặt hồi nãy còn con mà. Không biết là size bao nhiêu mấy chị muốn em lên quần gì báo nha. Chứ không nói chuyện là em xuống like. Em đi chụp hình. Con này tôm mì cũng L100 nè mấy chị. Tôm mì này L100 nè. Chị nào chốt tôm mì này L100 chốt lên giúp giùm em tôm mì này L100. Em mới mua lần đầu chị thống nhất là giáp gần em nha chị Dung. Dạ chị Dung cho em lên số, cho em số điện thoại luôn nha chị Dung ơi. Anh đi. Lát nữa đi em. À có số điện thoại để chị 558. Em lấy lộn chìa khóa đây nè. 558 để em nhắn tin vô trong này cho chị luôn. Chị Dung Dung ra mang ra giải quyết của người. Thì lấy đổ. Đây. Không có đen. Không có đen, ống bóp màu xanh đậm. Cũng được, Việt Nam xuất khẩu. Cái bao ống bóp á. Bao ống bóp cái viền à. Bây giờ tôi lấy cái size lớn nhất ra chị đo eo cho. Mấy chị muốn mua quần ống bóp nói em nha. Đây cái bao quần, cái bao quần trắng hồi bữa để thôi đi. Ờ con đó đó. 32 lớn nhất không? Eo 100 đúng không? Eo chỉ 80kg nhưng mà cái người chị nó đậm người. 12. Người chị đậm người. Có ống suông. Ống suông hả chị? Đợi em coi rồi có ống suông. Trời mấy chị thấy con quần ống bát đỉnh không? Mấy chị thấy con quần ống bát Việt Nam xuất khẩu đỉnh không? Mà có 220 à. Mà hàng xưởng của Việt Nam thì nó tới 300. Đẹp không mấy chị? Mà con này vải đỉnh lắm nha mấy chị. Con này vải đã lắm. Có quần trắng ống lê không chị? Hàng Việt Nam xuất khẩu á. Em nói mấy chị mà một khi mấy chị mặc là mấy chị chỉ có từ ghiền. Con này em nhiêu ta? Chiếu là rồi. Nhìn thấy con 100 à? Hơn 100. 100 nè, rồi cho đổi cái con này cho chị. Đổi con này cho chị Nhung. Con này nhiêu? Rồi kêu đổi ngang lấy quần về thôi. Đổi ngang lấy quần về đúng không? Ừ. Đếm gì về nha. Đếm gì con? Lấy lộn của bác Tư. Bây giờ bác Tư với mai bác Tư không có đi làm. Có quần trắng ống tà xéo hồi nãy á chị Dung à. Quần trắng này nè chị Dung ơi. Không có quần kia nha. Em có con quần size nhỏ nè. Mấy con quần là L80 này là khi mà mấy con quần size nhỏ này khi mấy chị cần mấy chị đi kiếm lòi bản hồng luôn. Tại vì em ít khi nào em lấy size nhỏ. Con này L84 nè. Ít khi nào em lấy size nhỏ lắm nha mấy chị. Con này L84 nè con. L84 à, em có một con quần ống suông nè chị. Đây là xanh bạc ống suông. Chị ơi xanh bạc ống suông là chế thấy không? Mà mấy chế coi lai lật nè. Lai này mấy chị đừng có mặc về. Chị về chị lật một lai lên. Cái mặt cái quần nó bụi lắm mấy chị ha. Nè có đúng con. Hình như có một con mấy chị. Nhưng mà con này sau túi có thêu nha chị Trinh Đỗ. Con này là sau túi có thêu á. Con này 200 luôn. Ha. Ờ Trinh Võ có ống suông không? Ống bóp màu đen hồi nãy em đưa lên mẫu đó chị chịu không? Nè chị. À, em nói chị nó làm cái form đẹp dữ dằn lắm chị ơi, chị Trinh Đỗ nè. Nó làm viền vàng nè, túi xéo đẹp không? Ống bóp nè.
Trời ơi, chị cầm mấy con quần này lên chị phê lòi lắm, phê lòi đích luôn. Có trắng tà xéo mà không có trắng, trắng ống le chị. Nó ít lắm. Dạ con này eo 98 nè, con này eo của chị Trinh luôn nè. Trời ơi, đã đời lắm chị. Ống bóp nè, 220, nó có ống bóp xanh bạc nữa. Nó cái này nó có một loại viền vàng, trời ơi ngát thì em ngát kìa. Nó có một loại viền vàng chị và một loại không viền, loại không viền là hồi nãy em đưa lên trước, loại này viền vàng. Rồi em đo con xanh bạc ha. Con coi đi buồn ngủ thì đi ngủ đi nha bé, để cái gì lai chậm chậm cũng được con. Chậm chậm nói chuyện với mấy cô cũng được. Dạ chị Trinh Đỗ. Dạ con xanh bạc này thì eo 102. Đây, con xanh bạc. Nhưng mà con này vải đẹp lắm chị Trinh ơi. Chị Trinh cao nhiêu à? 100 đến 102. Con này vải đỉnh lắm. Con này em nói với chị vải bao đỉnh luôn. Xanh bạc 200 của chị Trinh nè con. Có một con à? Em nhớ là em xét em có lụm một con nè. Xanh tua nè. Đó, đã chưa? Xanh tua nè, mấy chị coi vải nè. 200. Vải của xanh tua rất là đẹp nha. 200 hay gì? 200. Vải của xanh tua đẹp lắm. Con này eo 100 nè, chị Trinh lấy thêm con này. Chị Trinh lấy thêm con eo 100 xanh tua. Xanh tua eo 100. Xanh tua eo 100, xanh tua nó có mấy được mấy con. Nó có trắng tua và xanh tua nha. Nè trắng à, nè xanh tua nè. Xanh tua size 14 nè. Xanh tua size 14, cái này chắc size chị á. Eo 100. Xanh tua. Xanh tua eo 100 là size chị luôn, chị Trinh đổ luôn. Nè con này đúng size 14 nè. Con này size 14 nè, eo 98 100 nè. Đó, size 14 của chị xanh tua nè. Trời, con này hơi bị phê, mặc lên hơi bị bụi à, mặc lên hơi bị cưng đó, cái kiểu bị cưng đó mấy chị ạ. Em có một con quần jean. Em có một con quần jean đen. Quần jean đen nha. Dạ con này eo chỉ có 94, tôi thấy bự gì chứ eo có 94 à. Con này jean đen, eo 94. Bây giờ gì con này eo 94, mã vô luôn nha con. Để mai chị thi like cho nó dễ. Eo 94, xanh đen. Chị nào chốt xanh đen eo 94, chốt giùm em xanh đen eo 94. Mấy con tôm mì nè, em có một con tôm mì size số 8. Em có một con tôm mì size số 8. Size số 8. À, con này bé lùng ghi giùm gì nè. Ghi bịch á. Trần Thị Tuyết Nhung. Ghi Facebook ý yên riêng ra chị gì là gì biết xử. Trần Thị Tuyết Nhung có dấu không? Ghi chữ Facebook ý yên. Trần Thị Tuyết Nhung 220 nè. 220 Trần Thị Tuyết Nhung. Dạ em ở chị Dung qua em ơi, chị em ở gần chị Dung nè. Dung qua em đi. Em ở ngay Nguyễn Văn Khối. Em ở ngay Nguyễn Văn Khối gần chế đó. Gần phải không chị? Chợ Thống Nhất, chị qua em gần lắm. Qua em ấy. Nhưng mà qua em là thường thường em ít khi nào có lắm nha. Chị muốn lựa riêng thì qua bên này kêu tụi nó lấy eo nhiêu là chị thử. Đó, có mấy đứa nhỏ cho em thì thứ nhất là em đi lùng hàng, hàng năm nay không có mấy chị. Hàng, nhắn tin đây chút em nhắn tin địa chỉ cho chị cho. Em nhắn trong tin nhắn cho chị chút nữa chị đọc ha. Cái gì ship giao hàng ship bỏ đi vậy đây. Quỳnh Châu Võ. Là vô đây mẹ béo xử lý giúp chị. Bình Châu là chúc em nhắn tin nha chị cho. Con nhắn tin cho cô Dung mà con nhắn được không? Địa chỉ nhà mình với số điện thoại với ai? Không có nhắn được. Sao vậy? Ai xóa cái kêu con rồi. Ai xói nào? Trời ơi. Để tốt của em nhắn tin em like xong em nhắn tin cho chị nha. Mấy chị muốn em lên cái gì báo em nha.
Mấy chị muốn em lên thì cứ báo em lên cho mấy chị ha. Biết sao phải đo đo không? Tại vì đo đo là cái đấy nó không có bị dài, nó không có bị quá lố, mấy chị mặc sẽ khó chịu cho nên phải đo cái đó. Phải đo. Em có mấy con tôm mì size nhỏ đẹp lắm nha, cho nên chế nào ưng là phải chốt liền. Chứ mấy cái con size này khó kiếm lắm. Mấy con tôm mì size nhỏ này khó kiếm lắm mấy chị ha. Khó kiếm cực kỳ. Tối nào em cũng like hết nha. Cái chị gì? Chị gì hồi nãy chốt đầm ngọc trai quên rồi con. Yeah. Chị ga gì đó xong khe ga thung, chị gì xong ga chiều buồn gì đó. Ga thung. Ừ, eo này eo 88 nè con. Con mì eo 88 đẹp không mấy chị? Rồi ghi mã vô đi con. Con mì eo 88. Con mì eo 88. Mấy con này phơm đẹp lắm. Mấy con này phơm đẹp cực kỳ. Đô la. La ơi, con bớt hung dữ đi đô la ơi. Bớt hung dữ vô đây. Chữ mày cút là đúng rồi đô la. Đây chị lùng chị quốc vô mở nè. Còn tấm mì này eo 100 nè. Tấm mì này eo 100 mấy chị nên lấy nè. Con này eo 100 mà lai lọc nữa chứ mấy chị. Bà nội cha đã eo 100 mà còn lai lọc nữa nha. Đã eo 100 mà còn lai lọc nữa. Xong con quăng cái con eo 100 lai lọc nó lên là gì nhót cái nha. Để chút nữa gì chụp hình. Eo 100 lai lọc mấy chế ơi. Trời má ơi gì vậy. Eo 100 lai lọc nè. Đô la. Đi vào đây. Con này eo 102 nè. Này em 102 tâm mì. Mấy chị cứ bận thì đi nghỉ đi nha. Em sẵn làm, em sẵn ghi số lên cho mấy đứa nhỏ mai nó like á. Em đi lấy hàng. Dục. Chứ mùa này á mấy chị biết sao không? Đầm đi kiếm khan hiếm lắm. Ông ghi cho em 102 chưa? Chưa. Trời đất ơi. Phải ông vậy xài size 14 không? Đúng rồi đó, ghi em đi. Mùa này đi kiếm nguồn khan hiếm lắm mấy chị. Chị đâu thích lên nguồn trắng tua tua, hồi nãy thì báo em lên nguồn trắng tua tua cho mấy chị nha. Nguồn trắng tua tua ha. Đó, lên chế nào thích thì cứ báo em lên cho. Chế nào thích thì cứ báo em lên quần. Còn quần này thì chỉ có 100 ngàn con thôi, quần này quần 7 tấc. Chị Trinh có muốn em lên 9 tấc hồi nãy đem qua không thì báo em nha. Chị có muốn em lên cái 9 tấc hồi nãy đem qua thì báo em. Con tâm mì này eo 96 nè. Đó, tâm mì này eo 96 nha mấy chị nào ưng thì cứ báo lên giúp giùm em nha. Nó có nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. Nó có nhiều lắm. Nó có rất là nhiều nha. Eo 92. Đó, eo 92 để lên chút chụp hình cho mấy chị á. Quần sọt nè. Dạ lên 9 tấc hả chị không? Bữa nãy tí nó có đem qua. À em còn một mã quần 7 tấc rồi thôi, để em lên 9 tấc hả chị nè. Nãy tí nó có đem mã này qua. Mã này cũng là mã sale nha. Cái gì kì vậy? Rồi mã 9 tóc. Nó đang đem qua cho em cái mã 9 tóc rớt đó chị. Mã 9 tóc rớt nhưng mà mã này sale có 140 rồi chị ơi. Mã 9 tóc rớt này sale có 140 rồi nha. 140 hàng sale. Thật sự con này 220 nè. Tại vì kho nói là Yên ơi, cuối năm nó còn mỗi mẫu vài ri cho nên thôi Yên bán giùm chị giá sale thì em sẽ bán cho mấy chị giá sale. Còn cái tuổi big size thì nó sẽ được những cái ri như thế này nhưng mà nó sẽ để nó bán hàng chính quy. Còn ý Yên thì coi như là mua hàng sao thì bán vậy. Mấy chị để ý đi. Nhiều lúc cái con giày đó em mua đợt trước em bán mấy chị 500 mấy 600 nhưng đợt sau gặp kho rẻ thì em bán còn 350. Nó cái kiểu nó vậy đó. Bán sao vừa đúng cái tiền lời công sức của em thôi nha. Con này nè, 9 tấc này có size 32 đến 36 nè. Đó chị nào chốt con 9 tấc đó thì 140. Chỉ có 140 thôi. Có 9 tóc rách nha mấy chị nha. Rồi em lên em chụp hình cho bé lùng nó đi ngủ. Chứ không mà nó cũng ngồi đây luôn với em luôn. Rồi con lên con ba để quăng ba cái kia lên giường hay gì đi. Con đi lên nghỉ đi con. Thằng nó để chút nữa anh Ti gì anh chị quyết. Còn chị có muốn lấy con 7 tóc hồng rút thì nói em lên cho chị. Ok không? Lên cho ông nội ăn nè chị. Rồi uống thuốc nè. Có ai mà cho ông nội ăn giờ này được đâu. Ông nội giờ hấp cho ai ăn được rồi. Hấp ăn được. Cho nên là chị nào mà ấy thì ấy nha. Còn không ấy thì ấy. Vậy á. Ông bó thì hai mã nè. Dạ chính tóc bây giờ nó đem qua cho em có một cục rách đó. Này là quần này 7 tóc mà 100 ngàn nè mấy chị. Nhưng mà zin đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy cái con tính thử mấy cái. Nhưng mà zin đẹp lắm. Hai có 100 ngàn. Nhưng mà nó có
Nó có số 8 là eo 88, số 10 là eo 90, số 14 là eo 100, số 16 là eo 105. Ủa, cái quần hai cái lần. Đó, nó có nhiều đó rồi mấy chị. Nó có nhiều đó rồi nha. Rồi chào mấy chị nha, em lên em chụp hình hàng.